Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh vườn của chú của mình. Thì hôm nay mình sẽ đăng lên một số cây kiểng lá cho anh em sưu tầm nha. Đi vòng vòng trong vườn được mấy cây lẻ. Anh em nào mà có sưu tầm thì cứ nhắn mình qua số điện thoại hoặc là số Zalo, Facebook gì đó. Mình sẽ đóng hàng cho anh em theo đường bưu điện nha anh em. Anh em nhận hàng thanh toán qua bưu điện luôn. Mình ship code luôn nha. Thì ở đây mình có mấy cái cây hạt chân cam mà mình quấn sẵn vô trong cái những cái chậu rêu như này rồi, anh em về chỉ việc treo thôi nha. Thì hạt này size lá của nó, để coi lá này chắc phải được 30 á đó. Size lá như này 150 một cây nha anh em. Mình quấn sẵn như này thì mình quấn có hai loại, một loại thì đít nó bằng như này thì anh em cũng có thể treo, cũng có thể để trong những cái chậu sành, chậu sứ gì đó, anh em để trưng trên bàn vẫn rất là ok, vẫn rất là đẹp nha. Và một số chậu thì mình cuốn nó hơi tròn một xíu như này. Thì có hai loại đó, anh em thích loại nào thì cứ nhắn cho mình nha. Ở đây cây Epi Marble thì mình đang có hai cây size nó sẽ đẹp như này rồi, anh em có thể xem qua. Thì cây này nó lớn hơn một xíu nhưng mà va của nó thì một nửa va một nửa xanh, nhìn rất là hay luôn. 300.000 một cây, leo trụ sẵn như này rồi. Cây này thì nó nhỏ hơn xíu nhưng mà va nó lại đều. Anh em có thể thấy là va rất là đẹp đây. Xài lá thì cũng này chắc cũng hai mấy 30. Nói chung xài to đẹp. Đây bàn tay của mình này. Này thì về anh em chỉ việc chơi thôi, không phải làm gì cả. Cứ nối trụ cho nó leo lên cao. Trụ này thì nối thoải mái nha anh em. Mình có sẵn luôn. Nối thoải mái, trụ này anh em nối tới đầu cũng được hết á. Cứ vậy mà cho nó leo lên là ok. Anthurium bữa mình có cutting được một cây này. Anh em có thể thấy là đây là cái lá lớn trưởng thành của nó, còn lá nó mới ra thì nó sẽ đỏ và viền nó cũng sẽ đỏ như này. Viền đỏ luôn nha anh em. 150.000. Cái đường gân của nó rất là sáng luôn. Upside khá là nhanh đó chứ. Lá trước nó đây. Ô hai ngọn luôn. Hai ngọn, cây này hai ngọn luôn nè, anh em có thể thấy nè. Cái lá mới này là cái một cái ngọn khác. Đó. Đây còn đây là một cái ngọn khác. Hai ngọn 150 nha anh em. Mấy cái này thì mình không có gieo hạt, cây đẹp đẹp mình để mình cutting nhân giống thôi. Cây này là cây Anthurium Crystal Indo Form Indo. Đây là cây con, mình cũng trong lúc cắt thì có một cái cây nhỏ, nó mọc nhỏ xíu cho mình tách ra. Cây của mẹ, cây mẹ của nó đây, lá úp xài rất là to, gần khỏi chê luôn á. Lá cây này còn úp xài nữa nha, lá này còn úp nữa chứ không phải như vậy đâu, nó còn to nữa. Cây này cũng 150 luôn, anh em lấy về làm giống thì cứ nhắn với mình, đẹp lắm. Đây có một cây tổ phượng ra lá mới, chuẩn bị la ra râu, 100.000. Anh em nào lấy về chơi thì nhắn mình luôn. Ở đây mình combo hoa lại một cây Ring of Fire va nhanh. Cây này va mà để trong mát nó bị mất màu như này. Cây này cho ra nắng là đẹp liền á. Với lại một cây Aransoni va lá đẹp, trồng chậu sẵn anh em về chỉ việc nối trụ lên thôi. Loại này không cần chậu to lắm, nối trụ lên là nó càng cao thì nó càng upside đẹp thôi. Combo hai cây này 200.000. 200.000 cho hai cây này. Một cây này, một cây Renify này, cây này thì nó va nhiều hơn tí nữa. Không, nói chung mấy cái này là nó va nhiều, anh em trồng là nó ra va đẹp à. Để trong nó thiếu nắng, mình để trong này mát quá thì nó thiếu nắng, nó đâm ra màu nó nhợt. Với một cây Syngonium Tricolor ba màu trắng hồng xanh, combo hai cây này cũng một hai cây này cũng 200 luôn. Anh em nào có thích chơi cây cây này là cây Esqueletor, mình cũng mới cutting chắc tầm đâu đó 3 tuần rồi. Lá đây, lá mới đang ra nữa kìa. Cây nói chung rễ trong đó ok rồi, lá to lắm. 20 40 60, tầm 60, gần 60 lá, 400.
anh em xem được lấy về chơi nha. Về chỉ biết chơi thôi, không cần phải upside gì hết, ngon lành cành đào luôn. Đây có cây Anthurium Clary Dark Form, khỏi phải bàn về độ gân và nền đen của nó nha anh em, siêu đẹp luôn á. Cây này thì mình để lấy trái thôi, còn mình có cây con của nó được gieo hạt ra 150 một cây. Đây là cây mẹ nha, để mình quay dàn cây con cho anh em xem. Đây là dàn cây con. Điều tối qua còn gì ăn đây, để ngoài này mà không xịt thuốc không để ý là nó ăn liền. Đây cây nó sẽ như này nha anh em, mình lấy những cây đẹp như này thôi, 150 một cây đó, những cây như này. Đây cây này cũng đang ra lá đẹp nè. 150 một cây như thế này nha anh em. Cái này cũng đẹp nè, lá trái tim, cây khỏe đẹp. Này chắc phải để mai nhổ hết cỏ rồi để cho nó rộng ra nó phát triển mới được. Ở đây mình còn có mấy cây Vita. Vita đâu? Đây, cây như này 100.000 cây thôi, anh em lấy về sưu tầm, lá dài ngoằng rồi nha. Lá này chắc phải 30. 100.000 cây như này thôi anh em, về sưu tầm chơi. Vitava 400 một cây, có mấy cây à? Rồi anh em nào mà lấy cây nào thì cứ nhắn cho mình qua số điện thoại, số Zalo hoặc là Facebook á, mình sẽ đóng hàng mình gửi cho anh em, cho mình cái địa chỉ, mình đóng hàng mình gửi cho anh em nha. Rồi xin chào anh em.